Từ nước mẹ em đi học giờ chưa có mối tình nào hết, nhưng mà cũng có tìm hiểu một người ạ. Đó là năm thứ mấy? 2 năm trước ạ. Đâu quen được bao lâu? Dạ cũng được 4 ngày ạ. 4 ngày ạ. Rồi sao, lý do gì mà chia tay? Anh ấy áp đặt quá. Em chỉ muốn là em tìm hiểu thôi. Người ta đã ép em là tiến tới về một nhà. À, tức là muốn cưới em liền luôn á? Dạ. Là em sợ quá rồi em chia tay luôn. Dạ. Em trai, đường tình duyên thế nào? À, đường tình duyên của em lặng đặng lắm anh ơi. Dạ em. Dạ Duyên ơi. Dạ. Sao nè, tình duyên sao nè? Dạ anh, từ nhỏ tới lớn á, em là em để ý nhiều lắm. Mà thường là để ý người ta cái người ta có bồ hết trơn rồi. Để ý người ta cái người ta có bồ hết trơn rồi. Xong cái lúc lớn lên là em có một mối tình vào ngày 28 tháng 6 năm 2015 á. Trời. 23 tuổi, cái hồi đó em còn làm thêm, đi làm lơ xe buýt á. Cái em gặp cái cô kia nhưng được nửa năm cái em đi lính. Ờ. Dạ. Cũng còn nhắn tin đồ, thăm đồ dữ lắm chị. Xong cái gần ra quân á, nói chia tay. Mà có... em nói nghe. Em nói chia tay. Dạ. Tại sao vậy? Tại vì thấy tình cảm bạn đó dành cho mình không còn như xưa. Với lại em muốn tạo cho nó một cái suy nghĩ để bạn đó sau này không có hối hận á. Tại bạn đó có nói với nhiều lần trao đổi với em rồi, thấy em tương lai không có sáng sủa mà mệt đâu đó. Cho nên là thôi, cũng có nhã ý là muốn chia tay đó đúng không? Như vậy là cũng có kinh nghiệm trong yêu đương chút đỉnh rồi. Còn bên đây người ta chưa có gì luôn á. Em ước mong bạn gái của em là có một cái là một cái nhân dáng như thế nào? Quỳnh ơi. Dạ. Em có ghen không? Dạ chắc khi chắc cũng có. Ghen nhiều không em? Nhưng mà chắc ghen là ghen văn minh thôi ạ, chứ không có ầm ĩ đâu ạ. Không, anh bao giờ thích chưa? Con gái ghen nghe. Chưa ạ. Phải hay ghen mới được á. Đó, phải ghen ổng. Chút trao đổi tiếp. Không cần đẹp đâu chị, cần dễ thương là được. Không có mập quá. Rồi cao trên 1m55. Anh ơi, em cao có 1m50 à. Thôi kệ, không sao. Rồi đéo 53 người. Không sao. Ừ. Mập dễ thương ha. Đừng có nói chưa mập ở đây, đụng chạm nhiều người lắm. Ông nhắc người ta mà ông xài 4-5 lần cái chữ đó. Đồ đi đồ lợi là sao? Không có đồ đâu. Trời ơi, để coi tôi coi đàn gái con sao nè. Không có cho coi luôn. Trời đất ơi. Nếu như ngày hôm nay mà em không có được bạn gái á, là lỗi của anh Quyền Linh á. Chị nói cho em biết. Đừng nói chữ mập nha em nha. À, dạ. Ha. Dạ. Nhớ đừng nhắc chữ đó. Ha. Rồi, con ta xinh xắn vậy nè. Chào anh. Rồi, chào em, dễ thương. Em muốn tìm một người bạn trai thế nào? Dễ nhìn, 1m65 đến 1m70. Không mắt hí, không hói ạ. Không gì? Không hỏi, không hỏi. Đừng nói chữ hỏi. Rồi, mời em trai. Và xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Chào xin em. Chào chị Hùng Vân. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem ở đây, cùng các quý vị khán giả trên truyền hình ạ. À. Em xin tự giới thiệu. Em quên, xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Huỳnh Trọng Bình. Em 28 tuổi. À. Em đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là thợ làm bánh Âu. Còn em sao nè, giới thiệu luôn nè. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Ninh, bạn nam bên cạnh và các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên Trần Thị Hương Quỳnh, năm nay em 27 tuổi. Tại em làm nhân viên văn phòng tại công ty giày dép Thái Bình ạ. Đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em đến từ Lâm Đồng ạ. Tây Ninh, giờ đó bên đây Bình Dương có gần không vậy Linh? Khoảng cách nó cũng hơi xa xa mà cũng không đến sao lắm. Không sao đâu anh ơi. Ừ. Em đi xe máy từ đây, từ nhà em lên thành phố hoài à. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy khỏe rồi. Bên làm giày dép lên bên làm bánh trái ha. Em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em, cho em xin phép được khen bản thân mình một chút là em hiền lành, dễ thương, dễ tính. Ngoại trừ hơi nức nóng tính một chút ạ. Đừng có dễ dãi nghe chưa? Dạ. Ừ. Nhưng mà cái này là em làm đúng không? Dạ. Vậy là phải khéo tay nữa. Dạ cũng không khéo lắm. À Huỳnh ơi, Huỳnh ơi. Em nóng tính là sao vậy? Lúc mà mệt mỏi quá hoặc là bị áp lực công việc quá mà ví dụ như có người quấy rầy thì em có hơi to tiếng với người ta một chút thôi ạ. To mình to hơn sợ rồi. Rồi còn em trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không thuốc lá, không thích uống bia, uống rượu được nhưng mà không uống nhiều. Tại hồi nhỏ lớn em mới xỉn có một lần à. Dạ lần đó là em đi lính ra đó, cái gặp đồng chí đồng đội. À, mới xỉn luôn. Em đi bộ đội hả? Dạ. Mấy năm? Em đi 2 năm anh. Rồi vậy là khỏe rồi. Dạ. À, em có cái khuyết điểm gì không?
À, khuyết điểm của em là nhiều lúc mà hay tự ái, tự kỷ. Tại vì á, một phần á là do là khi mà em ra quân rồi đó, cái em hay làm chuyện này chuyện kia một mình, là em tự làm một mình được. Còn khi điểm yếu của em nữa là áp lực công việc, cuộc sống quá anh á. Xong cái em vứt hết những suy nghĩ người lớn đi, em thành một đứa trẻ con, em hay nói hay cười vậy đó. Thế nó cũng là sai sai đó nha. Thôi cũng sao, rất là vui rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên. Từ nước mẹ em đi học giờ chưa có mối tình nào hết, nhưng mà cũng có tìm hiểu một người ạ. Đó là năm thứ mấy? 2 năm trước ạ. Đâu quen được bao lâu? Dạ cũng được 4 ngày ạ. 4 ngày ạ. Rồi sao, lý do gì mà chia tay? Anh ấy áp đặt quá. Em chỉ muốn là em tìm hiểu thôi. Người ta đã ép em là tiến tới về một nhà. À, tức là muốn cưới em liền luôn á? Dạ. Là em sợ quá rồi em chia tay luôn. Dạ. Em trai, đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em lặng đặng lắm anh ơi. Chào em. Chào Duyên Vân. Dạ. Sao nè, tình duyên sao nè? Dạ, từ nhỏ tới lớn á, em là em để ý nhiều lắm. Mà thường là để ý người ta cái người ta có bộ hết trơn rồi. Để ý người ta cái người ta có bộ hết trơn rồi. Xong cái lúc lớn lên là em có một mối tình vào ngày 28 tháng 6 năm 2015 á. Trời. 23 tuổi, cái hồi đó em còn làm thêm đi làm lơ xe buýt á. Cái em gặp cái cô kia nên được nửa năm cái em đi lính. Ờ. Dạ. Cũng còn nhắn tin đồ, thăm đồ dữ lắm chị. Xong cái gần ra quân á, nói chia tay. Mà em nói nghe. Em nói chia tay. Dạ. Tại sao vậy? Tại vì thấy tình cảm bạn đó dành cho mình không còn như xưa. Với lại em muốn tạo cho nó một cái suy nghĩ để bạn đó sau này không có hối hận á. Tại bạn đó có nói với nhiều lần trao đổi với em rồi, thấy em tương lai không có sáng sủa mờ mịt đâu đó. Nên là thôi, cũng có nhã ý là muốn chia tay đó đúng không? Vậy là cũng có kinh nghiệm trong yêu đương chút đỉnh rồi. Còn bên đây người ta chưa có gì luôn á. Em ước mong bạn gái của em là có một cái là một cái nhân dáng như thế nào? Quỳnh ơi. Dạ. Em có ghen không? Dạ chắc khi chắc cũng có. Ghen nhiều không em? Nhưng mà chắc ghen là ghen văn minh thôi ạ, chứ không có ầm ĩ đâu ạ. Không, anh là anh thích con gái ghen nghe. Chưa ạ. Phải hay ghen mới được á. Đó, phải ghen ổng. Chút trao đổi tiếp. Không cần đẹp đâu chị, cần dễ thương là được. Không có mập quá. Rồi cao trên 1m55. Anh ơi, em cao có 1m50 à. Thôi kệ, không sao. Rồi đéo 5 phân rồi. Không sao. Ừ. Mập dễ thương ha. Đừng có nói chưa mập ở đây, đụng chạm nhiều người lắm. Ông nhắc người ta mà ông xài 4-5 lần cái chữ đó. Đồ đi đồ lợi là sao? Không có đồ đâu. Trời ơi, để coi tôi coi đàn gái con sao nè. Không có cho coi luôn. Trời đất ơi. Nếu như ngày hôm nay mà em không có được bạn gái á, là lỗi của anh Quyền Linh á. Chị nói cho em biết. Đừng nói chữ mập nha em nha. À, dạ. Ha. Dạ. Nhớ đừng nhắc chữ đó. Ha. Đó, rồi, con ta xinh xắn vậy nè. Chào anh. Rồi, chào em, dễ thương. Em muốn tìm một người bạn trai thế nào? Dễ nhìn, 1m65 đến 1m70. Không mắt hí, không hói hả? Không gì? Không hỏi, không hỏi. Đừng, đừng nói chữ hỏi. Đừng, né đi, né đi. Trời ơi. Trời ơi. Trong cái chương trình này là mình né cái chữ hỏi đi nghe. Đừng bao giờ nói chữ hỏi nghe. Không vừa lòng rồi đó. Tôi nhắc đó, tôi nhắc. Không có nhắc nhiều như vậy. Đụng chạm nhiều người lắm. Thôi mình về đi, mình về sắp nhỏ đi. Nói chung hai đứa mình về đi. Đừng bao giờ nhắc chữ hỏi với chữ mập ở đây. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nói cho dễ hiểu coi. À, hình mẫu lý tưởng của em là ca sĩ Nam Trường. Này nó đường trường được không? Dễ thương, bảo đảm với em bao vui luôn. Cười dạ. Lúc nào cũng cười, thậm chí lúc em buồn cũng cười. Lúc em khóc cũng cười. Dạ. Lúc em đau bụng cũng cười. Được, đúng không em? Sao đâu có là anh? Có không? Đau bụng sao cười được? Thấy em là thấy vui rồi đó. Không cần có cái gì chân mà thấy em là thấy vui rồi, khoái vậy đó. Lúc nào cũng cười, cười vậy đó hả? Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Xin chào MC Quyền Ninh và chào MC Hồng Vân. Mẹ trẻ quá vậy xin mẹ. Xin chào khán giả của đài truyền hình. Tôi là mẹ của Hương Quỳnh. Nhìn thấy bạn trai bên đây thì tươi, cao ráo, đẹp trai, vui vẻ. Đó, ngon. Cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn con. Thì có xa về mặt địa lý nhưng mà nếu mà đã có duyên với nhau thì trăm sông cũng nổi mà mấy núi cũng đèo vạn vạn đèo cũng qua. Cũng qua. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị, với bạn và hai đứa em. Chị ruột hả? Dạ đúng rồi, chị ruột anh. À. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân, quý vị khán giả và
Xin chào cô ạ. À, chị chào Quỳnh. Bình thì nó tính của em nó là hơi sống nội tâm tí xíu, hai chị em nhưng mà tính không có giống nhau. Chị thì vui vẻ hòa đồng lắm, còn em thì sống hơi nội tâm. Chị thì thấy Quỳnh cũng dễ thương. Bình nó được cái là nó không có yêu thì hơi bị chung thủy lắm, em nó không có lăng nhăng hay yêu là yêu một người thôi. Cũng thích sống cho gia đình lắm, chăm lo cho vợ con được. Nói chung là gia đình bên chị thì cũng dễ, ba mẹ chị cũng dễ không khó, cũng không ép làm dâu hay là gì hết. Ba mẹ chị cũng thoáng lắm. Nếu như hai em tới được với nhau đây là có duyên rồi. Còn quyền quyết định thì chị, hai em quyết định, chị tin tưởng vào quyết định của hai em. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Hồi hộp dữ vậy cưng, hết sức bình tĩnh. Đó, rồi đứng lên nè, đứng lên tặng quà. Hôm nay là anh có 3 món quà muốn tặng em. Nhưng mà chỉ chọn 1 trong 3 thôi nghe. Cái bự nhất á là nó có thể ăn được. Cái thứ hai á là nó đẹp, nhưng mà nó không có để lâu được nghe. Còn cái thứ ba á là món quà này là thôi hợp. Thứ ba món quà này là để lâu được nhưng mà cũng đẹp. Ba món này á đều tự tay làm hết á. Em phụ đi, em phụ đi xong rồi hãy ở cái bữa trước dạ. Bữa trước nha. Dạ. Anh trai chưa gì thấy xính lễ quá. Đây đây. Món quà này em rất thích luôn. Đây là bánh xu. Đây là anh đem theo là 5 cái. Tượng trưng cho là này anh với em. Còn 3 cái lại là anh muốn sau này mình có 3 đứa con á. Trời đất ơi, cưng quá. Anh hai đứa được không anh? Không, anh thích có 3 đứa tại đông vui. Trời ơi, hai đứa cũng vui lắm à. Thôi 3 đứa kể đi, 3 đứa cũng được nè. Với bên nhà chị 3 đứa dễ thương lắm. Tới cái thứ hai ha. Em lấy ra đi. Anh cầm cho. Linh biết không, giờ Vân mới để ý Vân thấy á, cái lúc tặng quà là lúc cảm xúc nhất á, không có bị rung á. Trời dễ thương chứ nói gì vậy. Rồi đó. Này là hôm qua là anh chuẩn bị cái muỗng dừa này thôi nè. Còn sáng nay là anh đi hái bông rồi anh cắm vô. Rồi anh đi hái ở đâu vậy anh? Anh đi anh hái trộm của anh ta à? Dạ đâu có. Đường vô nhà chị em á. Ừ. Thì người ta trồng bông nhiều lắm. Dạ em nói ý nghĩa đi. Tại sao em lại xài những cái bông này? Chủ yếu là đẹp thôi. Dễ cưng quá. Rồi bỏ vô. Cất luôn. Đây còn cái cuối cùng. Cái này là chính tay anh thắt á. Để anh đeo cho em nghe. Tưởng đâu ngày mai ngày đám hỏi chứ. Quá trời chuẩn bị chu đáo dễ sợ. Trời ơi tự tay thắt cái vòng. Ủa cái đó cái vòng hay là cái dây cổ ta? Dạ vòng tay. Vòng tay. Em thích không? Dạ em thích món quà này rồi. Rồi đó rồi tặng lại đi. Còn cái này là cũng chính tay tự em làm. Cái này có ý nghĩa là lồng đèn này trái tim. Cái này là chúc em là soi đường vào tim anh ạ. Anh thích lắm á. Đây anh có một bí mật anh muốn nói với em á, đừng kể cho ai hết nghe. Dạ. Anh đi lính xong ra anh tính là anh lấy xe thì nó bấp bênh quá cho nên anh chọn làm bánh. Mục đích anh chọn làm bánh á là sau này á là anh muốn là chồng làm bánh còn vợ là làm đồ ăn cho mấy chút nhỏ ăn. Cưng hết sức luôn. Người ta em nấu ăn không ngon lắm thì sao anh có phụ em không ạ? Không sao, ở trong cái tiệm anh có cô kia nấu ăn ngon lắm. Cậu có gì cậu huấn luyện anh cho. Rồi anh về anh huấn luyện lại em. sẵn hát bài tặng em gái luôn đi. Rồi anh xin hát bài tặng em ha. Dạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Hôm nay là anh đến đây á là anh có 4 điều muốn thực hiện. Điều đầu tiên á là anh muốn nói cho cả thế giới rằng á, cũng như bài hát của anh nãy á, là tình yêu dịu kỳ là nó có thật. Điều thứ hai là chữ duyên á nó cũng có thật, anh với em gặp anh ở bên đây. Điều thứ ba á,
là anh muốn nói là tất cả những gì mà nãy giờ anh nói á, đó là cũng đều là sự thật đó. Còn điều thứ tư á điều thứ tư nhìn anh quên mất tiêu rồi. Điều thứ tư nói là em muốn làm bạn gái của anh không ạ? Đúng không ạ? Điều thứ tư là nói em nhớ bấm nút vậy đó. Điều thứ tư là anh yêu em, nói luôn đi. Có hơn anh à, từ lúc đầu tiên anh nhìn thấy em là anh thích em lắm rồi đó. Cái yêu nhìn đầu tiên tụi nó không cần ngồi ghế luôn á Linh. Đấy. Cứ nói đi xong rồi tới khi nào mà nói đủ rồi thôi anh Linh ơi chị Dân ơi cho em bấm nút rồi vậy thôi là bắt đầu ngồi bấm thôi. Em có muốn thực hiện bốn điều đó cùng anh không? Em sẽ thực hiện bằng cách bấm nút ạ. Vậy cho anh ôm em một cái luôn được không? Ôm thôi nha. Đó thấy chưa, đó đâu cần nhìn tới mình. Nói một câu nữa rồi được hay không mình bấm nút luôn nào em trai. Sau này á anh muốn cùng em chung một mái nhà, nơi mà có tình cảm của anh dành cho em và những chiếc bánh ngọt ngào. Trả lời hồi đáp liền cưng. Em có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Nhưng mà em cũng có một câu hỏi hỏi anh, hai câu hỏi thôi ạ. Rồi em cứ hỏi anh đi. Ví dụ sau này em có muốn đi học thêm thì anh có cho em học không? Có lập gia đình á, anh có cho em đi học thêm không ạ? Thôi cái chuyện mà em đi học thêm nó tốt chứ đâu có xấu gì đâu mà tại sao lại không cho? Tại vì cũng có rất chuyên là nhiều người nào chồng muốn vợ ở nhà chăm sóc con mà lo cho gia đình thôi chứ không có muốn vợ đi ra ngoài á. Anh thì anh thích làm những chuyện mà mình thích trong cuộc sống này, miễn sao là mình hạnh phúc là được. Quá tuyệt vời rồi. Còn câu nào nữa hỏi luôn. Anh có đòi cưới em sớm không anh? Không, 4 ngày là không rồi. Em cũng tìm hiểu anh, ví dụ như mình thích hợp mình cưới thì sang năm cưới. Trời, đồng ý luôn, anh cũng tính là sang năm luôn á. Ôm chặt luôn. Đứng yên nguyên, để anh hỏi ý kiến mẹ coi sao. Đứng yên nguyên, ôm chặt luôn. Giờ mình vô luôn nè, nay chắc khỏi bấm luôn á. Thế tại vì đàn gái nè, cô thấy được không? Cũng chúc các con là tìm hiểu kỹ rồi nên duyên vợ chồng thì một việc rất tốt đẹp. Dạ, cảm ơn con ạ. Dạ. Ôm lại cho mẹ thấy, ôm chặt luôn cho mẹ thấy coi. 5, 4, 3, 2, 1, bấm nút. Em không được thực hiện nút bấm ạ. Nè dòm đi nè, quay lại dòm, tim nó đỏ ao rồi. Em có muốn bấm nút không? Dạ, chờ rồi, hết rồi. Dạ, bây giờ em thấy cảm giác thế nào? Vui ạ. Cảm giác rung động với anh bạn mà em đang ôm không? Lúc mở ra thì thấy anh này cười, em thấy vui rồi ạ. Vui rồi. Cũng có chút chiếu ạ. Đúng cái hùng đó. Nè, đó. Hai đứa này dễ thương lắm luôn á nha. Đây là cặp đôi không cần phải bấm nút gì cả, bởi vì tất cả mọi người đều chứng kiến rằng gần như là họ sinh ra là để yêu nhau. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Em đi cẩn thận nha. Đấy, vẫn nắm tay thấy chưa, hay dễ sợ chưa? Hãy đưa đi đến chân trời góc biển.